chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên VTV9 Đài truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, chiều mai ở Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa dông ở hầu khắp các tỉnh thành và cảnh báo có những điểm mưa lớn với lượng mưa lên tới 50mm, khả năng xảy ra ngập úng ở các vùng trũng thấp, các khu đô thị. Và trong cơn dông, quý vị vẫn cần đề phòng gió giật và sấm sét đi kèm. Mưa xảy ra sau khoảng 2 giờ chiều mai, còn trước đó thì toàn Nam Bộ vẫn có nắng và khá nóng. Nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác sẽ dao động trong khoảng từ 32 cho tới 34 độ. Riêng khu vực tại thành phố Vũng Tàu và Phú Quốc thì luôn dịu mát, nhiệt độ không vượt quá 31 độ. Xin được chuyển sang thông tin dự báo thời tiết trên biển. Huyện đảo Hoàng Sa tiếp tục cảnh báo mưa dông, đề phòng lốc xoáy và gió giật. Còn vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau cũng có mưa dông, tiềm ẩn lốc xoáy và gió giật cấp 6, cấp 7. Vùng biển từ Cà Mau ra huyện đảo Trường Sa tiếp tục ít mưa, ngày mai sẽ có nắng, tầm nhìn xa trên 10 km với gió nhẹ. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.